các thợ mỏ đã giận dữ đốt cháy đồ đạc và chặn đứng các ngả đường nhằm yêu cầu chính phủ thực hiện các hoạt động khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật. Tình trạng bất ổn đã leo thang tại Colombia trong suốt thời gian vừa qua. Các vấn đề tranh chấp lao động diễn ra phổ biến trên cả nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ phát triển của nền kinh tế. Tổng thống nước này đã phải kêu gọi chấm dứt xung đột và tuyên bố sẽ không tha thứ cho việc đóng cửa đường cao tốc duy nhất trên cả nước. Đã có 30 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình nói trên.